Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các bạn, tôi là Luật sư Vlog. Thông tin mới nhất về vụ án của Hồ Duy Hải ngày hôm nay. Trả lời báo chí về vụ án của Hồ Duy Hải tại cuộc họp báo kỷ niệm 60 năm thành lập ngành kiểm sát. Thì chiều ngày 21 tháng 7 năm 2020, ông Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự trực thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khẳng định quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về vụ án của Hồ Duy Hải là có căn cứ, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và cần thiết. Ông Hồ Đức Anh đánh giá vụ án của Hồ Duy Hải là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đã qua nhiều cấp xét xử, trong đó được xét xử ở cấp giám đốc thẩm. Nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án đang mâu thuẫn nhưng đến nay chưa được làm rõ một cách triệt để và thuyết phục. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định kháng nghị là hoàn toàn cần thiết. Hiện tại thì việc thực hành quyền công tố và kiểm sát việc xét xử vụ án hình sự đang cùng các đơn vị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang tập trung nghiên cứu quyết định giám đốc thẩm, đồng thời theo dõi ý kiến, kiến nghị nếu có từ các cơ quan có liên quan. Ông Hồ Đức Anh cho biết, quan điểm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là sẽ thực hiện quyền kháng nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đến cùng, xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ án của Hồ Duy Hải theo căn cứ tại điều 404 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Trước đó thì ngày 16 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể để xem xét các nội dung liên quan đến vụ án của Hồ Duy Hải. Theo chương trình làm việc thì phiên họp của Ủy ban Tư pháp bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Gần 40 thành viên của Ủy ban Tư pháp có phiên họp riêng trong khi Quốc hội vẫn đang thực hiện chương trình làm việc theo lịch trình của mình. Phiên họp của Ủy ban Tư pháp được tổ chức ngay sau khi phiên thảo luận kéo dài gần 2 ngày tại Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội. Trong 2 ngày làm việc thì có rất nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội tranh luận về vụ án của Hồ Duy Hải, tập trung vào việc giải quyết các vụ án theo trình tự giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao hồi đầu tháng 5 vừa qua. Đến nay thì Ủy ban Tư pháp chưa có báo cáo chính thức gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vụ việc này. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.